Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự nỗ lực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 19 trên 79 nhiệm vụ. Công tác chuyển đổi số đã thúc đẩy phát triển cho 50.350 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương. Kinh tế số ước tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng doanh số trên sàn giao dịch bán lẻ trực tuyến tăng 80%. Đề án 06 đã đột phá trong triển khai 5 giải pháp mũi nhọn, pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an toàn bảo mật và nguồn lực triển khai. Xác thực được hơn 97,6 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, làm sạch dữ liệu trên 106.000 hồ sơ sinh viên tốt nghiệp năm 2023 và thực hiện đồng bộ dữ liệu về người lao động, việc làm của 23.000 sinh viên tốt nghiệp năm 2023. 63 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện số hóa ngành kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 8 trên 8 cuộc kiểm tra, kết luận kiểm tra 8 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức đảng và 92 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Đến nay, có 65 trên 68 địa phương đơn vị đã hoàn thành kết luận kiểm tra thanh tra, thi hành kỷ luật 80 tổ chức đảng và 190 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền 26 vụ việc. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp, đẩy mạnh công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra giám sát, giải quyết dứt điểm thư tố cáo, khiếu nại, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song việc thực hiện một số quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, thống nhất. Tình trạng nợ động, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Tính đến cuối tháng 6, vẫn còn nợ động 6 văn bản quy định chi tiết và số liệu này tăng cao kể từ ngày 1 tháng 7 khi nhiều luật có hiệu lực. Hoạt động của một số tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp vẫn còn sai phạm, vi phạm về đạo đức nghề nghiệp. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, tự kiểm tra trong một số lĩnh vực chưa kịp thời và hiệu quả chưa cao. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp mang tính chất thường xuyên, Bộ ngành tư pháp xác định 5 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024, ngành tư pháp tập trung vào 5 giải pháp chủ yếu gồm tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc vào sáng nay. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải chủ trì kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp vào sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện kịp thời, toàn diện, đồng bộ, đổi mới và chất lượng ngày càng nâng cao. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, kịp thời phát hiện, kiến nghị, giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc của địa phương. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các văn bản, tập trung thảo luận, cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng từng nội dung như đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng Nhân dân tỉnh có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra. Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu được nghe các báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Báo cáo về tình hình tổ chức kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 và tiếp thu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt cho biết, 6 tháng đầu năm, tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng gần 7%, tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 326.100 tấn, bằng 50% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 604 triệu đô la. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 11.960 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 hơn 3.052 tỷ đồng, đạt trên 57% dự toán. Các dự án đầu tư quan trọng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được nghe các báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo của các cơ quan tư pháp và Cục Thi hành án dân sự. Thông qua 16 tờ trình đã thảo luận tại các tổ trước đó, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường. Theo chương trình làm việc, ngày mai kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác. Chiều hôm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với tổ chức The Korea Bridge 3000 về công tác phối hợp vận động tài trợ 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, tổ chức The Korea Bridge 3000 đã tài trợ cho tỉnh 2 cây cầu giao thông nông thôn và 63 căn nhà tình thương cho người nghèo. Tổng trị giá hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, mặt khác ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh về chương trình học bổng The Korea Bridge 3000 cho học sinh nghèo khó khăn giai đoạn 2024-2027. Theo kế hoạch, năm 2024, tổ chức sẽ hỗ trợ học bổng cho 50 em, mỗi suất học bổng trị giá 2,3 triệu đồng trên mỗi học sinh mỗi năm. Dịp này, tổ chức The Corbia 3000 còn đến dự khánh thành và bàn giao 63 căn nhà tình thương, 2 cây cầu giao thông nông thôn đợt 1, thăm gia đình hai cháu có yếu tố hôn nhân diệt hàng trong chương trình trợ cấp học bổng ở phường 9, thành phố Cà Mau. Làm việc với trường cao đẳng nghề Diệt Hàng để nắm thêm nhu cầu giảng dạy và thiết bị kho công nghệ thông tin để hoàn tất hồ sơ dự án trình tổ chức CODA, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Chính phủ Hàn Quốc xem xét tài trợ. Huyện U Minh là một trong những địa phương được hưởng lợi từ dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tại tỉnh Cà Mau, do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo ven biển nhằm chống chịu bão lụt nằm trong dự án. Các căn nhà hoàn thành đưa vào sử dụng giúp cho hộ nghèo ven biển an tâm,
trước mùa mưa bão năm nay. Đây là ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Đỗ Thị Ảnh ở ấp 15 xã Khánh Lâm, vừa mới được dự án Quỹ Khí hậu Xanh hỗ trợ xây dựng hoàn thành với tổng kinh phí 135 triệu đồng. Trong đó dự án hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình và người thân góp thêm 55 triệu đồng. Gia đình bà Ảnh thuộc diện hộ nghèo không đất sản xuất. Bà Ảnh không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống hiện tại phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mà người con trai út của bà kiếm được khi đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế, khi được dự án Quỹ Khí hậu Xanh hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, khang trang, chống chịu tốt với mưa bão, bà vô cùng phấn khởi. Thì nhà cũng hồi đó cũng lúc trước thì cũng là đổ nát hết trơn à, không còn gì nữa hết trơn á. Thì cũng nhà nước đỡ cho vậy được cũng là rất là quá trời mừng luôn. Ban đầu thì giờ mặn dương lên, con giờ cũng gắng làm ăn, gắng dương lên. Rồi cũng như là mình xin là thoát ra hộ nghèo luôn. Cùng niềm vui như bà Ảnh, gia đình anh Lê Quy Toàn cũng vừa mới xây dựng hoàn thành căn nhà được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu Xanh. Gia đình anh Toàn thuộc diện hộ nghèo, vợ anh đã bỏ đi nhiều năm nay. Hàng ngày anh đi làm hồ lo cho cuộc sống và hai đứa con ăn học. Căn nhà cũ dù đã xuống cấp trầm trọng nhưng anh không có khả năng cất mới. Nay được Quỹ Khí hậu Xanh hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, anh rất vui mừng. Em cũng rất biết ơn các lãnh đạo, các cấp đã hỗ trợ cho em căn nhà để cho ba cha con em có điều kiện sống tốt hơn. Và em sẽ cố gắng thoát nghèo. Trên địa bàn huyện U Minh, có 130 hộ nghèo sinh sống ven biển, đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tập trung ở các xã Khánh Tiến, Khánh Hội, Khánh Lâm và Khánh Hòa. Các mẫu nhà được địa phương và người dân lựa chọn để xây dựng là mẫu nhà 3A và 5A. Theo đó, mẫu nhà 3A trị giá 80 triệu đồng, trong đó vốn dự án hỗ trợ 40 triệu đồng. Tỉnh trích ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng. Mẫu nhà 5A trị giá từ 105 đến 135 triệu đồng, trong đó vốn ODA hỗ trợ 40 triệu đồng. Tỉnh trích ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng. Người dân đối ứng từ 25 đến 55 triệu đồng. Bước đầu thì các công trình đã phát huy được hiệu quả rất là tích cực của nó, giúp cho bà con có được cái căn nhà ở ổn định, có cái khả năng chống chịu với cái tình hình thời tiết phức tạp như hiện nay, và góp phần rất là lớn cho cái chương trình giảm nghèo của huyện, cũng như là cái công tác xây dựng cái nông thôn mới, và đặc biệt là cái công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn của huyện. Những năm qua, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã tác động rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện U Minh, nhất là vào mùa mưa bão. Trong đó, hộ nghèo sinh sống ven biển là những đối tượng dễ bị tổn thương khi có mưa bão xảy ra. Việc triển khai hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở an toàn, tránh trú bão lụt được xem là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc. Các căn nhà xây dựng đều đảm bảo được sự chắc chắn để sử dụng lâu dài. Chiều hôm qua, lãnh đạo huyện Ngọc Hiển cùng với lãnh đạo thị trấn Rạch Gốc đến thăm, động viên và hỗ trợ cho 9 hộ dân có nhà bị sập do ảnh hưởng của sạt lở xảy ra vào đêm 8 tháng 7 vừa qua. Theo đó, lãnh đạo huyện Ngọc Hiển hỗ trợ hộ dân bị sạt lở hoàn toàn 5 triệu đồng, hộ bị sạt lở một phần 2 triệu đồng, hộ bị ảnh hưởng 1 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thị trấn Rạch Gốc cũng hỗ trợ các hộ bị sạt lở với tổng số tiền 12 triệu đồng. Như thông tin chúng tôi đã đưa, vụ sạt lở đất có 4 căn nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 căn bị sập nhà sau, 2 căn nhà bị rạn nứt, tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng. Tại đây, lãnh đạo huyện đã khảo sát thực tế quanh khu vực sạt lở cho biết tình trạng sạt lở đất vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, nên bà con tìm nơi phù hợp để xây cất nhà ở, phát triển kinh tế, không nên xây cất nhà tại các khu vực bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình. Với những hộ dân bị sạt lở, hoàn cảnh khó khăn, nếu có bà con, thân nhân, người thân còn quỹ đất trống, đề xuất hỗ trợ xây cất nhà để di dời về nơi ở mới, hạn chế tình trạng sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Liên quan đến sạt lở sụp lún do khô hạn xảy ra tại huyện Trần Văn Thời, đến nay địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp với bà con nhân dân khắc phục được 174 vị trí với chiều dài hơn 4.000 mét, tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã cho chủ trương khắc phục sạt lở sụt lún tại 76 vị trí khác với chiều dài hơn 2,8 km, tổng kinh phí thực hiện hơn
6,4 tỷ đồng. Hiện tại, các ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ đất đen san lấp mặt bằng tại các vị trí sạt lở sụt lún để sửa lại những đoạn lộ bê tông bị hư hỏng. Thưa quý vị và các bạn, luật bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua. Có một điểm mới là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí được rút ngắn lại còn 15 năm. Người lao động rất phấn khởi với quy định này, nhất là đối với nhóm lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm nay 60 tuổi, bà Thúy làm nghề giúp việc gia đình đã nhiều năm nay. Bà đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được gần một năm. Bà Thúy chia sẻ, nếu đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu, bà sợ sẽ khó theo nổi vì nay tuổi đã cao. Khi có quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội cho phép rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng lương hưu, những người lao động có tuổi như bà Thúy càng có thêm cơ hội nhận được lương hưu sớm. Thì lúc trước thì nghe nói bảo hiểm xã hội là đóng 20 năm, nhưng bây giờ giảm lại còn 15 năm thì giờ tôi rất mừng. Tại vì sức khỏe của mình cũng như lớn tuổi rồi đó, giờ nghe nó bảo hiểm xã hội được 15 năm thì tôi mừng lắm. Để nữa làm kiếm thằng tôi mua cho tôi và mua cho hai đứa cháu nhỏ nữa, cháu ngoại tôi. Vì đó thì tôi rất mừng để có sau này mà mình có tiền hưu này nọ. Thấy được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, cộng với việc rút ngắn thời gian hưởng lương hưu, ông Tâm đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội với mức hơn 500.000 đồng mỗi tháng. Ông Tâm cũng chia sẻ quy định mới giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm đã mở ra cơ hội hưởng lương hưu cho rất nhiều lao động đã có tuổi. Sau cái đợt tập huấn ngày 21 tháng 6 do bảo hiểm xã hội tổ chức thì tôi với tư cách là một cái cán bộ khóm thì cũng có đi tham dự cái buổi tập huấn đó. Cái thứ nhất là mình hỏi thăm để mình nắm được cái thông tin, cái thứ hai là mình cũng đi tuyên truyền cho người dân ở trong cái địa phương mình rõ. Thì tôi cũng cái thứ vấn đề mà tuổi tác của tôi thì tôi rất mừng, nghĩa là lớn tuổi nhưng mà thời gian nó thu ngắn lại thì tôi rất mừng là để cái thời gian hưởng lương hưu của mình nó được sớm hơn. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội được rút ngắn còn 15 năm là động lực cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là ở hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Là một trong những người thực hiện công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo bà Thắm, rào cản lớn nhất khiến nhiều lao động còn do dự khi tham gia bảo hiểm xã hội là thời gian đóng bảo hiểm quá dài. Nay thời gian đóng được rút ngắn sẽ giúp công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuận lợi hơn. Thì hàng năm thì cũng là được phường giao chỉ tiêu về cái bảo hiểm xã hội. Thì đối với cái bảo hiểm xã hội thời gian trước thì 20 năm thì nói chung là mình vận động rất là khó. Thời gian là kéo dài cho nên là hộ gia đình người ta có khi người ta tham gia người ta ngán lắm. Người ta nói là thời gian kéo dài như thế thì cái tuổi hưu của người ta là trễ đi. Người ta thì khó vận động. Thì từ khi mà được nghe cái tin mà bảo hiểm xã hội mà xuống còn 15 năm thì nói chung là vận động rất là dễ. Đó là mình nói là người dân người ta hiểu, rồi người ta là thấy thời gian rút ngắn lại như thế đó. Thì cái tuổi người ta càng ngày càng già lên thì người ta tất nhiên là người ta là tham gia rất là dễ dàng hơn cái lúc mà 20 năm. Mặc dù khi rút thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì số tiền người lao động được nhận sẽ thấp hơn so với thời gian đóng đủ 20 năm, nhưng bù lại, số người tham gia và được hưởng chế độ hưu trí sẽ tăng lên. Dự kiến khi luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực, sẽ có hàng ngàn người đủ điều kiện hưởng lương hưu, đồng nghĩa với việc người lao động được đảm bảo quyền lợi khi không còn sức lao động. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện truyền thông đến các đối tượng là người sử dụng máy điện thoại 2G only để nắm bắt được chủ trương, kế hoạch dừng công nghệ 2G và thực hiện chuyển đổi máy điện thoại 2G sang sử dụng điện thoại 4G. Đối với các doanh nghiệp viễn thông di động, hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn, thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí mua máy smartphone 4G hoặc điện thoại feature phone 4G.
và ban hành gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi thực hiện đến ngày 16 tháng 9 năm 2024. Thực hiện ngăn chặn nhập mạng các máy điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy. Về vấn đề tắt sóng 2G thúc đẩy chuyển đổi điện thoại thông minh theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15 tháng 9 năm 2024, các máy điện thoại chỉ có chức năng 2G sẽ không thực hiện được cuộc gọi. Đây cũng là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động mặt đất và giấy phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện cho mạng 2G. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.